chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn đây là cây bồ công anh. Bồ công anh nó là một loại thực vật gọi là khá gần gũi và thân quen với nhiều người bởi vì nó có mặt hầu như là khắp nơi nha các bạn. Bồ công anh có nhiều tên gọi lắm, nước ngoài người ta gọi nó là dandelion, người Việt mình gọi nhiều tên khác nhau như là rau bồ cốc nè, diệp dại, diệp quang, diệp trời, mót mét, mũi mát và rau mũi cày. Bồ công anh có nhiều chất dinh dưỡng lắm nha các bạn, như là vitamin A, B, C, E và K, và nó có tinh bột và chất béo cũng như khoáng chất như là sodium, magnesium, sắt, calcium và potassium. Bồ công anh có nhiều công dụng khác nhau lắm nha các bạn. Một trong những công dụng của nó là bảo vệ xương, do nó cung cấp nhiều canxi và nó ngăn ngừa tình trạng gọi là bị loãng xương nha các bạn. Bồ công anh còn có rất là nhiều vitamin K nè. Vitamin K nó có thể duy trì sức khỏe cho tim mạch nè, não bộ nè, xương khớp, và nó làm giảm nguy cơ gọi là gãy xương do bị loãng xương đó các bạn. Và nó chống đông máu nữa. Vitamin K cũng có ích lợi trong công việc như là điều trị ung thư nè, giảm nguy cơ bị ung thư nè. Bồ công anh còn có công dụng như là giải độc nè, làm mát gan lợi mật nè, nó giúp gan gọi là hoạt động tốt, thanh lọc cho gan, và nó ngăn sự tích tụ mỡ và chất độc từ gan á các bạn. Bồ công anh còn có hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường nè, bởi vì nó giúp lượng đường trong máu giữ ở mức ổn định đó các bạn, và nó loại bỏ những gọi là đường dư thừa ra khỏi cơ thể nè, cũng như là nó làm hạ đường huyết nè. Bồ công anh còn có thể phòng chống ung thư vì nó chứa nhiều chất chống oxy hóa đó các bạn, cũng như là nó ngăn ngừa lão hóa nhanh nè, nó chống viêm đường hô hấp nè, và nó cải thiện mắt, da, và nó chữa đau khớp nữa. Bồ công anh còn chứa nhiều chất xơ cho nên nó giúp hệ tiêu hóa tốt nè, nó chống táo bón nha các bạn. Bồ công anh còn có tác dụng như là lợi tiểu tự nhiên nè, nó giúp loại bỏ gọi là độc tố và chất béo dư thừa ra khỏi gan và mật nha, cũng như là thận nữa. Ngoài ra bồ công anh nó còn có giúp gọi là hỗ trợ hệ miễn dịch nè, cũng như là ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu nè, và những vấn đề về giống như là chống viêm thận nè, sỏi thận nè, hay là sỏi mật các bạn. Nó còn giúp giảm cân, ở hơi, ở nóng, đầy hơi, và các vấn đề về tiêu hóa cũng như là ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu và điều trị bệnh đau dạ dày á các bạn. Bồ công anh giống như là nó là một loại thực vật gọi là mang lại nhiều ích lợi cho sức khỏe lắm, và nó cũng chữa trị một số bệnh phổ biến ngày nay đó các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ hái một mớ lá bồ công anh vô để mình làm chả trứng bồ công anh nha các bạn. Nó cái lá nó dễ nhận dạng lắm các bạn, nó cái lá nó bóng nè và nó xanh mướt à, nó có khía khía nhọn nhọn ở hai bên đó các bạn. Các bạn có thể tìm thấy nó hầu như là khắp nơi vậy đó, ở trên trong sân của mình nè, trong vườn của mình nè. Cái tháng mà có thể tìm thấy nó được nhiều nhất là ở tháng 2 với tháng giêng á. Mình có thể giống như là mình có thể dùng rễ với hoa của nó để mình làm trà bồ công anh nè. Mình có thể hái lá nó vô ăn salad nè. Nhưng mà khi ăn sống á các bạn, ăn nó hơi có vị đắng nha các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn nấu chín nó đó thì nó hoàn toàn không có đắng mà nó còn ngon nữa nha các bạn. Hôm nay cho nên mình hái một mớ lá như vậy nè để mình vô á mình làm chả trứng bồ công anh nha các bạn. Cái cây này nè nó rất là tốt các bạn ơi, cho nên các bạn nhà có thì nên tận dụng nó nha các bạn. Để mình hái một mớ vô để mình làm chả trứng rồi mình ăn thử cho các bạn coi nha. Ok, mình hái được một thau rồi nè các bạn. Cái này chắc cũng khoảng 300 gram á các bạn. Đó, mình hái được một thau như vậy rồi nè.
Bây giờ mình qua bên kia mình hái mấy cọng hành nha các bạn. Mình hái mấy cọng hành để mình vô mình làm chả nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình hái xong rồi mình đem vô mình rửa nha. Mình rửa hành với lá cái là thao bồ công anh này các bạn, mình rửa hết luôn nha. Rửa bồ công anh này các bạn, các bạn đừng có rửa một lần nhiều nha. Mình rửa lần ít ít thôi, tại vì cái cây này các bạn nó mọc ở dưới đất á, cho nên nó mọc sát đất cho nên nó cát nhiều lắm, cho nên muốn rửa sạch thì mình chịu khó đó. Mình rửa từng lá một á các bạn, như vậy nó mới sạch nha. Rồi sau đó mình rửa lại nước muối á, chứ nếu không nó không sạch, để mình rửa cho nó xong nha các bạn. Ok, mình rửa xong rồi, bây giờ mình rửa luôn hành nha các bạn. Rửa hành luôn sẵn đây, hồi mình sắt luôn á, mình khỏi cần rửa nữa. Đây là mấy cọng hành. Bây giờ mình rửa xong mình sắt nha các bạn. Cái rau lá bồ công anh này nó dài lắm nha các bạn, cho nên mình sắt ngắn ngắn á, khúc khúc thôi, cỡ khoảng một lóng tay thôi. Như vậy á, nó thứ nhất là nó không có sợ nó dài quá nó dai á, cho nên mình cắt ngắn như vậy nó không có bị dai á các bạn. Nếu nó dai, còn rau của mình thì nó tươi lắm, nhưng mà mình cắt vậy nó tiện, hồi mình ăn á mình sắn ra nó cũng dễ nữa, cho nên mình cắt ngắn ngắn vậy thôi nha các bạn. Ok, mình sắt xong cái này ha, mình bỏ vô rổ rồi mình sắt cái phần còn lại nha các bạn, mình sắt cho xong luôn. Ok, mình sắt xong rồi, bây giờ mình làm trứng nha các bạn. Mình sẽ đập 5 cái trứng vô cái tô này nha. Ok, đây là một trứng, hai trứng, ba trứng, bốn trứng, năm trứng. Ok, bây giờ mình cho một chút nước mắm vô nha các bạn, khoảng giống như là nửa muỗng cà phê vậy thôi, cho nó đậm đà nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho nửa muỗng đường nha các bạn, nửa muỗng cà phê đường, rồi nửa muỗng cà phê hạt nêm luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình cho chút xíu muối nữa nha, chút thôi, đừng có nhiều quá nó mặn nha các bạn. Rồi mình giờ mình quậy lên cho nó đều nha các bạn, quậy cái này cho nó tan, cho nó đều, cho nó thấm á. Rồi bây giờ mình sắt hành nha các bạn, mình sắt hành mình bỏ vô trứng á, cho trứng mình nó thơm á các bạn. Đó, mình sắt hành bỏ vô. Bây giờ mình quậy lên cho nó đều luôn nha, cho đánh cho trứng nó tan đều á các bạn. Bây giờ mình sắt cái phần hành còn lại nha các bạn, để một hồi mình xào với rau á, mình bỏ vô luôn cho nó thơm á. Ok, bây giờ mình sắt xong rồi, mình chuẩn bị mọi thứ xong rồi, cái mình có việc là mình làm mình xào rau lên rồi là mình làm thôi, mình khỏi cần sắt nữa. Ok, bây giờ mình đập tỏi nha các bạn, mình xài 3 tép tỏi với lại một củ hành tím nha. Giờ mình dần nó ra, mình đập dẹp nó, mình dần nó ra. Xong giờ mình dần cho nó nát ra. Rồi với mình sắt luôn củ hành tím á các bạn, mình dùng một củ á, mình sắt luôn. Mình sắt nhuyễn nhuyễn ra rồi mình băm nó nhỏ nhỏ đó, để hồi mình bỏ vô cái chảo á, cho chút dầu mình bỏ vô mình phi cho nó vàng lên cho nó thơm á các bạn, cho nên mình sắt luôn. Rồi giờ mình băm rồi mình chuẩn bị cái chảo rồi mình bỏ dầu vô cái mình thắng cho nó phi lên cho nó thơm á các bạn. Ok, bây giờ nó vàng rồi mình bỏ rau vô nha các bạn, mình bỏ hết cái lỗ rau này vô luôn, nó đầy vậy chứ mình xào hồi nó xẹp nha các bạn. Ok, bây giờ mình cho chút muối vô nha các bạn, khoảng chút xíu thôi, cắt không tới nửa muỗng cà phê muối đâu, lại mình cho nửa muỗng đường nha các bạn, nửa muỗng cà phê đường nha, rồi mình cho nửa muỗng cà phê hạt nêm vô luôn. Cái này á, là mình nêm theo khẩu vị của gia đình mình nha các bạn, còn các bạn nêm á thì các bạn nêm theo khẩu vị của gia đình các bạn nha, tại vì mỗi khẩu vị mỗi gia đình nó khác nhau á, cho nên các bạn nêm theo của gia đình các bạn. Bây giờ mình bỏ luôn dầu hào vô các bạn, dầu hào bỏ vô nó ngon lắm nha các bạn, nó thấm nó ngon lắm, cho nên mình bỏ khoảng chắc một muỗng dầu hào này nè các bạn. Rồi bây giờ mình xào lên cho nó đều nha, cho nó thấm như vậy á, mình xào khi nào mình thấy nó hơi sẹp sẹp chín chín á các bạn, rồi mình hãy cho trứng vô nha, chứ mình đừng cho sớm quá, nghĩa là cũng đừng cho trễ quá là rau nó bị rụt á, cho nên bây giờ nó đã sẹp bớt rồi đó, nó thấm rồi. Bây giờ mình cho trứng vô luôn, mình xào trứng vô trong rau này nè, mình bỏ hành cho nó thơm á.
Bây giờ mình xào lên cái trứng nó chưa có đông á các bạn, nó chưa có chín á, cho nên mình dễ xào lắm, cho nó thấm với rau á. Rồi sau khi mình xào nó đều rồi các bạn, rồi mình để mình sắp lại cho nó ngay ngắn á, cho nó đều, cho trứng nó đông lại á, cho nó chín á, cho nó thành miếng chả đó. Chứ mình quậy hồi nó sẽ bị nát nha các bạn. Cho nên khi đó nó đều rồi thì mình để yên nó, cho nó, cho trứng nó chín, cho nó đông lại. Đó các bạn thấy, giờ mình trải ra cho nó đều á. Chín rau vậy là được rồi nha các bạn, đừng có ấy quá. Ok, bây giờ cho trứng lên trên nữa, mình cho ba cái trứng lên trên, mình tạo màu các bạn cho nó đẹp á. Mình xào nó vừa chín thôi nha các bạn, đừng để cho rau nó bị rụt, rụt nó không có ngon. Bởi vì nó vừa chín tới là nó mềm mại, nó vừa có cái độ giòn á. Mình làm quá thì rau nó bị chín quá đó các bạn, nó chín quá thì nó sẽ bị rụt, rau nó không có còn ngon. Cho nên mình rau vừa chín tới thôi. Ok, bây giờ mình đập trứng, mình tráng cho nó đều á các bạn. Tráng cho đều cho tạo màu cho nó đẹp á. Cái chảo lăn cho anh đều, bây giờ mình cho chút tiêu vô. Rồi mình đậy nắp lại nha các bạn. Mình mở lửa nhỏ thôi nha, mình đậy cho nó khoảng 5 phút đó cho nó chín đó các bạn. Đó, bây giờ nó chín sơ sơ rồi đó, mình dở ra, bây giờ mình cắt nha các bạn. Mình cắt ra làm tư á, để hồi mình dễ múc á. Chứ còn nguyên miếng vậy thì nó bự quá, cho nên mình cắt ra làm tư, để hồi mình vít ra cái dĩa cho nó dễ. Bây giờ là thơm lắm rồi các bạn. Trứng ở dưới nó chín rồi, rau rau này cũng rất là vừa ăn rồi, nhưng mà ở trên nó còn hơi trứng, nó còn hơi nhão chút xíu, cho nên mình sắc xong mình sẽ đậy nắp lại thêm khoảng 1-2 phút nữa các bạn. Mở lửa thấp thôi, còn 2 phút nữa thôi là nó chín rồi, là mình có thể gấp ra đĩa nha các bạn. Thơm quá, thơm, rất là thơm các bạn ơi, ngon lắm. Rau này rất là tốt, cho nên mình nên có dịp thì nên ra hái để mình làm cái này ăn nha các bạn. Ok, bây giờ nó chín rồi các bạn. Bây giờ mình gấp ra dĩa nha, rồi mình ăn thử cho các bạn coi. Ok các bạn, đây là cái dĩa mà mình làm xong rồi, để mình ăn thử coi nha các bạn. Ăn thử như thế nào mình cho các bạn biết nha. Ok các bạn, để mình gấp thử một miếng mình ăn coi, rồi mình cho các bạn biết coi mình làm như thế nào nha. Đây mình bỏ ngò rí lên cho nó thơm đó các bạn. Để mình lấy ra mình coi coi ha. Mình ăn thử một miếng coi. Các bạn thấy không? Bây giờ mình gấp thử một miếng mình thử coi ngon như thế nào nha. Rồi mình cho các bạn hay nha. Ok, để mình ăn thử coi. Ngon quá các bạn. Cái bồ công anh này nè các bạn, nó mềm mại các bạn, mà nó rất là vừa ăn nha các bạn. Nó vừa giống như nó có độ ngọt, độ mặn, với lại có trứng á, nó có vị béo á các bạn. Mà bồ công anh nó ngon nữa, nó vừa mềm mà nó có cái giòn của bồ công anh nha các bạn. Nó mềm của bồ công anh, mà nó vừa có mềm mà có cái giòn của bồ công anh nữa nha các bạn. Rất là ngon. Cho nên các bạn mà nhà mà có cây này á, các bạn ra vườn á, hái vô mình làm cái món trứng chả trứng bồ công anh này nha các bạn. Mình chiên nó lên là mình làm như vậy là ăn rất là ngon các bạn. Nó thay vì mình ăn mỗi ngày mình ăn những cái món khác á, bây giờ mình thử ăn cái này đi, rất là ngon. Nó không có ngán nữa các bạn, tại lâu lâu mình đổi khẩu vị á, cho nên nó rất là ngon. Mà bồ công anh cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa các bạn, cho nên các bạn nhà có thì nên mình hái lá mình vô ăn thử đi. Không ăn lá thì mình ăn cây củ, mình đem vô mình nấu nước, nấu trà cũng được. Nhưng mà ăn như vậy rất là ngon nha các bạn. Các bạn nhà có thì nên thử nha. Ăn rất là ngon. Cái món này lâu lâu mình có dịp, có mùa nó mới ăn được nha các bạn. Có lúc nó không có lá đó, lại hết mùa không có đâu ăn. Cho nên có lá là mình hay hái vô mình chiên làm chả trứng kiểu này nè các bạn. Rất là ngon nha các bạn. Các bạn có cơ hội thì nên làm ăn thử nha các bạn. Rất là ngon. Bảo đảm đó, bảo đảm rất là ngon. Các bạn thử như cách của mình đi, cái phương pháp mình làm rất là ngon nha các bạn. Ok, các bạn mà có thích cái video này á, các bạn nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người coi nha. Và nhớ đăng ký và subscribe cái kênh này nha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn.
subscribe để ủng hộ mình nha. Để mình có cái gì ngon hơn thì mình sẽ upload lên giới thiệu cho các bạn. Ok. Thôi tạm biệt các bạn nha. Bye bye các bạn. Rất là ngon các bạn. Bye bye. Thank you.